nên giấc mơ tìm về, Lãnh Thanh không dám xem lại phim mình đóng. Có một vài nỗi sợ, đổ hết cho đạo diễn nếu bị ghen. Tự nói bản thân mình rằng, ô, thì ra bộ phim là lần này mình ra lại dễ dàng như thế. Nghĩ rằng thôi thì cũng cố đi, nếu mà chẳng may có việc gì cái gọi đạo diễn, đâu đạo diễn bỏ tôi thế, đổ dồn hết trách nhiệm sang đạo diễn thôi. Vừa mới phim Việt, bản tin phim truyền hình và các ngôi sao phim giờ vàng. Nơi giấc mơ tìm về hiện là bộ phim được phát sóng giờ vàng trên đài truyền hình Việt Nam với nhiều luồng ý kiến tranh cãi, trong đó cả tích cực và tiêu cực đều có. Nhưng số đông khán giả lại cho rằng bộ phim không được như kỳ vọng ban đầu, chưa có điểm nhấn về kịch bản cũng như các diễn viên. Trong đó Lãnh Thanh là người nhận được nhiều ý kiến nhất. Nam chính của phim là gương mặt điện ảnh quen thuộc Lãnh Thanh từng góp mặt nhiều bộ phim điện ảnh như Chị Em, Tháng Năm Rực Rỡ, Cô Gái Từ Quá Khứ, Thưa Mẹ Con Đi. Và đây cũng là lần đầu Lãnh Thanh ra Hà Nội đóng phim truyền hình, một dự án dài hơi, sở hữu ngoại hình đẹp trai lãng tử nhưng người xem cho rằng nam diễn viên chưa thể hiện được đúng chất công tử nhà giàu. Đài từ và lối diễn của Lãnh Thanh lộ rõ sự bỡ ngỡ khi đóng phim truyền hình, câu thoại thô cứng, diễn đờ trong nhiều phân cảnh. Trước những bình luận xoay quanh về vai diễn của mình, anh cũng đã có những trải lòng với khán giả. Bây giờ phim chiếu lên rồi, mình cứ sợ không dám coi hiền, sợ mấy người bạn mắng có bạn làm thời trang sao không hỏi, để lên phim nhìn như âm ý, sợ ba mình chê nam thần gì diễn chán thế con, sợ thằng bạn nó mắng rằng bạn không đều nhé. Mình có một vài nỗi sợ. Nói tóm lại, lần đầu góc tiến của Lãnh Thanh mang lại cho anh khá nhiều cảm xúc. Có lẽ anh cũng đã kiên trì đọc hết tất cả bình luận tiêu cực nên mới mang nhiều nỗi lo như thế. Trước tâm thế lo sợ của nam diễn viên, nhiều người thân và bạn bè cũng đã động viên về kỹ thuật diễn xuất của anh đã tiến bộ qua nhiều phim. Nhiều khán giả cũng cùng quan điểm như thế, nhất là đoạn nửa sau từ khi bắt đầu nghiêm túc với công việc và nghiêm túc theo đuổi Phương Việt Hoa, cả về ngoại hình và diễn xuất của anh đều thay đổi theo chiều hướng tích cực để có được sự tiến bộ vượt bậc sau này. Có lẽ nam diễn viên đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ mọi người. Lãnh Thanh chia sẻ anh vô cùng biết ơn cả ekip lẫn các bạn diễn động viên tạo điều kiện và nỗ lực hết mình để anh hoàn thành vai diễn tốt nhất trong khả năng. Nam chính Nơi Giấc Mơ Tìm Về luôn ý thức được những khuyết điểm và đang dần cải thiện nó. Lãnh Thanh chia sẻ, mọi khuyết điểm sẽ giúp tôi hoàn thiện để trở nên hoàn hảo. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được ghi nhận và trân trọng. Tôi cũng hiểu rất rõ về những khuyết điểm nên cũng muốn biết khán giả nói gì về mình và phim. Trong phim Lãnh Thanh đóng cặp với nữ diễn viên Minh Thu vai Mai Anh. Minh Thu sinh năm 1996, họ có nhiều cảnh nhạy cảm với nhau. Lãnh Thanh canh cánh mối lo về bạn trai của bạn diễn, nhưng là công việc, anh đành tự nhủ với bản thân nếu có bị bạn trai của bạn diễn xông vào trường quay thì đổ hết cho đạo diễn là được. Cứ nói đó là đạo diễn bảo tôi làm thì phải làm. Vai diễn đầu tay nào cũng có nhiều kỷ niệm và áp lực, nếu Lãnh Thanh có thể vượt qua thì những vai diễn tới sẽ không còn làm khó anh được nữa. Hiện tại bộ phim đã đi đến chặng kết và nhiều khán giả kỳ vọng anh sẽ giữ vững phong độ cho đến những tập cuối cùng. Lãnh Thanh tên thật là Hoàng Văn Thanh, sinh năm 1993, Thái Bình. Năm 2014, anh tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin. Năm 2018 quyết định nam tiến để theo đuổi đam mê diễn xuất. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Lãnh Thanh còn được biết đến với vai trò là người mẫu nhờ ngoại hình nam thần cùng body săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện. Dù có những khuyết điểm nhưng có thể nói diễn viên tay ngang Lãnh Thanh đã cố gắng nỗ lực từng ngày để theo đuổi, chinh phục ước mơ của mình. Mong rằng thời gian tới anh sẽ trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất để thành công hơn với những vai diễn hay trên màn ảnh nhỏ.